Và hi, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Donnelly đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một video thử lòng, nhưng mà sẽ không phải là thử lòng chị Yến nữa, mà là bọn mình sẽ thử lòng em Nhân. Để xem là khi mà mình với chị Yến đánh nhau thì em Nhân có bảo vệ hay là không, sẽ bảo vệ ai hay là cắn theo. Ok, thì bây giờ chúng mình sẽ đặt máy quay để quay lại phản ứng của em Nhân khi mà hai đứa đánh nhau thì nó sẽ phản ứng như thế nào ha. Ok, đây chính là bạn Nhân của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ thử đập như thử. Con Yến, xem là con Nhân có bảo gì không. Nhân ơi. Nhân ơi. Điên điên. Thôi điên kìa. Thôi nhìn này, nhìn tay này. Kiểu này. Anh ơi mẹ. Thôi được rồi. Và bây giờ mình sẽ đánh con này. Thôi mấy thanh nó vừa làm im nhá. Bây giờ mình sẽ thử đánh Tunali để xem nhanh của bên mình hay là bên Tunali nhá. Được chưa? Ok. Nhưng mà để nó bình tĩnh vậy. Rồi thả nó xuống đi. Bên đấy đâu. Được chưa? Bình tĩnh chưa? Ok, đánh đi. Bình tĩnh chưa? Mà cũi rồi. Đang tiếp nước. Bị đuối sức quá. Tao bị đánh kìa.
Thế nhưng mà nó đẹp, thấy chồng bị đánh mà nó không giúp nhá. Rồi chúng ta thở thế. Dạ. Dạ 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 con mẹ mày. Thấy chưa? Ao, ao, ao lên đây cứu. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, đau, đau, ao, 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 ao. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Yến nhiều hơn còn mất dạy này. À. Ai bị đánh cũng phải bảo vệ chứ. Hả? Thì mấy đứa bảo vệ ở đây nhanh nhỉ? Lấy lại kìa con. Nóng thật. Yêu thắt lên nha. À đây rồi. Bảo nhanh vào cuối. Nhanh rồi. Nhanh rồi. Cuối. Cuối này. Cuối. Cúi nhanh lên, cúi đi vào cúi rất là ngoan mặc dù không thích ở trong cúi cứ vẻ ra tí ra đấy là mặt tội mắt long lanh điên điên gọi pha ra ngày nhanh đây bảo cúi thì phải bảo 5-6 câu nhưng mà bảo ra là một phát ra luôn. Nó là mất dạy chưa? À đây, mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem một trò nữa. Tinh. Mõ vào đây nha rồi. You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. Đây là chó nhà mình mà chó nhà người ta. Tao đang chỉ mày ấy. Mày cái cá đâu, mày chết đâu. Khỏe. Tao đang chỉ mặt mày đó. Nhằm nhá, nhá. Đấy, sau khi mà vui chơi cà phở thì nhanh được nằm ở đây nghỉ, nhá, mệt quá ha. Mệt quá ha. Nhanh rồi. Ok, thế là thử thách của bạn nhanh hôm nay rất là thành công. Đây, lên này, lên sóng nào, lên sóng nào. Đấy, bạn nhanh rất là thông minh. Thấy ai bị đánh là ra bảo vệ ngay. Đấy, rất là giỏi, nhá. Hello, hello. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel YouTube của mình hả? À, ủng hộ bạn nha. Bye bye. Đấy, đây chính là vết tích mà em Nhân để lại sau khi mà bảo vệ chú Yến bị đánh. Đấy, nhìn đây, nhìn cái tay của mình đi. Cái nhà cứ như nuôi mèo ấy, nó cắn nó cào kinh khủng tởm như thế này. Đây, chân đây. Chú Yến có bị gì không? Có đây này. Đâu? Ăn đùa gì nhìn người ta đây này. Trời ạ, cái con điên này. Đấy, bây giờ nằm ngủ phè phỡn như thế này. Mày cắn người ta xong rồi mày nằm ngủ như thế đó hả? Cái con phò mã này.
cắn người ta thế này cơ mà. Như này, đây này, đây này. Cắn người ta thế này cơ. Thế mà vẫn còn nằm im đấy được, vẫn còn nằm vô cảm như thế. Không biết xin lỗi nhỉ, buồn cười nhỉ. Thế mới tài chứ lại. Chị ơi. Wow.